Nào, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái buổi số 2 của cái áo vest nam có cúp sườn và có chiết ngực. Và tôi dẫn các bạn cái làm tay. Trong tài liệu nó cho tay dài bao nhiêu đâu? Dài tay 61, bắp tay 37, rộng cởi tay 27. Nào, bắp tay 37 là 18.5, dài 61. Ok. Và đo chéo đường chéo này, ta lại đo chu vi gì nhỉ? Chu vi nách. Ta đo chu vi nách thân sau cộng sườn cộng với nách thân trước 54,47 chia cho 2. Nào, 54.47 chia cho 2 trừ 0.5, vậy là chính là đường chéo 26,73. 26,7 đi. Ta lại dùng lệnh cycle. Chỉ vào đây. Đấy. 26 phải bao nhiêu? 73. 26.73. 26.73. Vậy ta được đường chéo nách chưa? Chéo từ đây. Phóng thật to ra để bắt chính điểm. Xong. Và đây chính là đường hạ măng tay đấy. À, đúng không? Chúng ta ngày xưa hay lấy này để gọi là hạ măng tay này. Chưa? Lấy theo đường chéo này rất là chuẩn. Tiếp khuỷu tay thì các bạn lấy gì? Dài tay chia cho 2 cộng 5. Khuỷu tay là dài tay 61 chia 2 là bằng 30,5 cộng là bằng 35.5. Ok. Đấy. Vậy ta xong. Tiếp lấy cái đường cong của tay đây này, đường cong của cái đầu để vẽ cái đầu tay ấy. Đây. Chính đoạn này này, từ đây xuống đây hạ chỗ này này. Đấy, bằng bao nhiêu thì đoạn này sẽ bằng phần 3. Đây, đo từ đây F8 này, 19,3 chia cho 3 bao nhiêu? 19.3 chia 3 cộng 0,5, đây rồi, 6.9. nào, vậy lấy từ đây xuống 6.9 chứ 6.9. Ok. Vậy đây ta có gì? Knot ở đây. Hoặc ta vẽ luôn một đường đấy cũng được. Đây. Hoặc là tạo dấu bấm cho nó đỡ rối. Sau này lấy vào đây 1,5. 1.5. Đấy, đường cong đấy. Chúng ta đánh cong 1,5 này, này từ đây. Đánh vô đấy. Đấy, đừng để cong quá. Đấy, xong. Bây giờ chúng ta lại gì? Mở cái khung này, khung này. Để cho tay vào đây. Đây, tôi để luôn cái đường tay này cho các bạn. Nhìn. Chưa? DJI Art Convert. Đấy, rồi. Tiếp các bạn lấy cho tôi mang tay nhỏ. Nào, xác định mang tay con. Các bạn nhớ là ngày xưa học ở trường là các bạn sẽ lấy vào 2,5 và ra 2,5, đúng không? Đây, tôi muốn tay nhỏ hơn một chút thì tôi lấy vào 3 này. P 3 phân ra để được bụng tay to. Còn lấy từ đây vào những 3 ngược lại. Nào, bụng tay của mang tay nhỏ, đúng chưa? Và bây giờ quan trọng như chỗ này này, từ đây các bạn kéo này dài ra, kéo lên này bằng lệnh extend lên này, chỉ vào đây extend lên, tôi lấy 3 phân, tôi cứ cho lên này chứ, thằng này tôi cũng cho lên. Tạm đã. À. Và ở trên đây tại sao lúc vừa các bạn còn nhớ cái buổi trước tôi bảo cái các bạn là lấy chỗ này này. Cắt ở đây lên bao nhiêu? Nhớ này không?
đường này này. Đấy, thế chỗ này lên 7 ly đúng không? 7 ly chỗ này và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó luôn. Đây. Và đường tay cũng vậy, từ đây đến đây đúng cái chỗ lên 7 ly chưa? Đấy, và tắt cho tôi đấy. Đây rồi. Xong. Đấy, tí tại sao thì tôi giải thích. Tiếp, ở cạnh dưới cũng vậy, cạnh dưới thì đè bằng. Cạnh dưới thì đè bằng. Đây. Kéo xuống. Cắt đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy rộng cửa tay thì tôi lấy xuống đây, từ đây xuống khoảng trừ 2 phân. Đấy, còn sau dài tay nó bị dương ra thì tinh sửa sau. Cứ lấy xuống 2 phân để nó vuông mà. Và tôi lại gì? Rộng cửa tay lấy từ đường giữa nhá. Các bạn nhớ đấy, tới từ đường giữa này ra đây bằng rộng cửa tay chia 2. Rộng cửa tay trong tài liệu cho là 27 chia cho 2 bằng 13,5. Tôi lại dùng cycle hình tròn đấy. Từ đây. Đó. 13,5. Ok. Tiếp nối vào đây. Chính là 13,5 chưa? Đấy. Rồi, 13,5. Rồi. Rồi, 13,5 vậy. Đây là đường giữa, còn bây giờ tôi muốn tay nhỏ thì nối từ tay nhỏ đây ra đây. Đấy, nó sẽ bị ngắn hơn 3 phân đúng không? Đấy. Từ đây cách nhau 3 phân vậy, tôi lại nối từ mang sau to ra đây, thì lại dương 3 phân vậy bù nhau. Hai cái đấy cộng vào vẫn là nó. Đấy, chưa? Bỏ đường giữa đi. Đấy, mang trước mang sau cộng vào vẫn là 27. 26 27 chưa? Đấy. Và ở trên cạnh này thì tôi lấy vào đây khoảng 1 phân đến phân 2. 1 phân được. Đấy. 1 phân cho grip vào. Và tôi vẽ thôi. Từ đâu? D từ mang tay to đấy. Trái. Trái qua cái chỗ rộng bắp tay và bây giờ qua điểm số 1 này và kéo thẳng đến gì? Cửa tay. À, chỗ này tôi đánh cho sâu tí, nó đang bị gãy. Không được. Vậy là xong. Nào các bạn nhìn chưa? Đấy. Xong. Bây giờ chúng ta mới đến gì? Vẽ tay này. Ở trên này các bạn chia đôi cho tôi. Chia đôi. 0,5. Nhớ là chia đôi nhé. Đây, trong tài liệu tôi viết rất là kỹ. Cái phần tay này các bạn cố gắng là về xem không hiểu thì chúng ta cứ đây từng bước này tôi viết này lên đây rồi lên lên đây 0,7 này xong rồi gì lấy từng đoạn như nào nào này có hết được nữa đấy vẽ từng đoạn thân trước mang sau như nào bây giờ chia đôi sau các bạn lấy về phía phía này nhé 0,5 lấy về phía sống tay 0,5 ok và lối cho tôi từ cái đường 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 dưới cùng này nhá các bạn nhớ đừng đừng nhầm đường này nhá lấy từ đường dưới này nên áo lam 4 phân áo nữ thì 3,5 đúng không đấy lên đây nối đây cho tôi xong lại lối cho tôi sang đây đường tay giữa này có thể bỏ đi rồi đấy để làm gì tôi lại chia đôi đoạn này ra chia đôi 0,5 đoạn này cũng chia đôi 0,5 đấy rất dễ nhớ tiếp lại lối từ đây nên đường này đó, trong sách tôi viết rất là kỹ cái này các bạn có thể gì có thể xem ở trong trong sách cái này đấy, tôi gửi cho các bạn này, này. Từ đây nối đây đấy này từ đây, đây 5 đi đúng không nối nối đây chia đôi xong từ đây đây từ đây đây và đoạn này lại chia 3 đoạn này cũng chia 3 0,3333 đấy. Ta cần đi 1 phần 3 được chứ không cần thiết phải là chia nốt đoạn này thành 3 phần bằng nhau đâu đấy. Hoặc là bạn muốn chia 3 luôn thì có thể dùng gì tool chia đoạn này thành 3 đi dry add slit along seam đi rồi bye và ok bạn là cũng thành 3 phần chưa đây đấy. Xong rồi chúng ta vẽ này vẽ từ cái điểm này là D giữ ship xong ta vẽ đánh hơi cong một tí này tí ta chỉnh sao cũng được đấy, rồi xong rồi lượn lên 1 phần 3 rồi lượn phóng to lên lượn qua cái điểm 5 ly ban đầu ấy xong rồi qua cái điểm 5 lui vào đấy
và ta qua 1 phần 3. Ok, đấy là khung đã rồi, ta chỉnh sao dán đầu tay nó gì đầy lên. À, thứ nhất đầu tay nó đầy lên này, đấy các bạn nhìn sao cho nó gì trơn, điều này bỏ bữa bỏ đi cũng được. Đó. Các bạn nhìn chưa? Chỗ này cũng vậy. Đây màng sau thì sẽ đầy hơn màng trước. Màng sau sẽ đầy hơn lên trước chút. Thì các bạn lưu ý là sau này chúng ta lượn có phải nhất thiết lúc nào phải qua đúng phần 3 không? Có thể lưu lên một tí cũng được hoặc xuống. Vì sao? Sau này cái đường này nó tay nó mà dư nhiều, ví dụ như là áo mà sản xuất ở các doanh nghiệp mà nó có máy giá tay nhún đầu tay ấy, thì các bạn có thể nhún được đến tận dương đến 4-5 phân nó vẫn gì nhún cầm vào cho các bạn 4-5 phân được, thì khi đó đầu tay nó phải to ra một chút đấy, để tránh hợp được chúng ta gì nó ta, đầu tay nó hơi móp xong chúng ta lại nhún 4-5 phân về nữa thì nó sẽ bị móp đầu tay nó bé vào đây đấy, nhớ nhá. Nên cái 1 phần 3 này thì nó là tương đối chứ không phải là bắt buộc. Nên nhiều bạn là học chia bao nhiêu phần là cứ đè nó ra vào đúng cái điểm đấy tuyệt đối, sau chúng ta chỉnh sao nó trơn được mà. Rồi xong đấy, xong rồi bây giờ đến gì mang tay nhỏ nào, đây nhớ tôi vẫn để nhớ để cho các bạn này. À, nó giống ra cái đường này này. À, ok tiếp tục tay nhỏ nào, ta lấy từ đây ra khoảng 3 đến 5 ni thôi, đi đừng nhiều quá nó sẽ cong nó 0.4 đi. Đó. Xong tôi lại vẽ gì? D. Ok. Thẳng luôn đến đây. Đó. Xong rồi gì? Trùng với đường này luôn được. Đó. Xong, vậy là mang tay nhỏ đấy. Sống tay của mang tay nhỏ. Xong chưa? Tiếp tục. Từ đoạn này, lại từ đây đây 3 phần đúng không? Nhớ lấy điểm 3 phần đây vào. Chưa? Bây giờ chúng ta chia đôi ra rồi, bây giờ chia đôi đoạn này o chia đôi này. Đấy, o 0.5. Đấy, chia đôi đoạn này nhá, nhiều bạn này này lấy chia đôi cả từ đây là mất đi rồi. Chia đôi là chia đôi của thằng đoạn này từ đây lại đến đây. Đấy, nhớ. Tiếp nhưng mà vừa rồi chúng ta đang lấy vào đây bao nhiêu 4 ly thì tôi lại lấy vào đây 4 ly. O 0.4. Đấy, xong nối lên. Bù vào đây. Đấy, nối vào đấy. Tôi lại chia đôi 0.5 lại D và tôi tới D ra đây khoảng 5 ni from xi măng vuông góc 0 và 0.5 đấy. Đấy, tôi đang giải thích vừa rồi, giải thích cái đầu tay này này, cái đầu băng này phải cao hơn đúng không, cho lâu xuống tí. Nhiều bạn bảo là thấy sao đầu tay hơi móp đúng không, thì tôi nói rồi đây là tôi đang thiết kế là trong trường hợp là chúng ta thiết kế may đơn chiếc may ít thì cái đầu tay chúng ta vừa phải thôi, vì chúng ta chỉ dư ra khoảng 2 phân hoặc hơn 2 phân tùy theo chất liệu vải là tiêu được hay không tiêu. Ở đây có nhiều loại vải mà các bạn nhớ là nếu mà nó vải nó pha poly nhiều ấy nó không tiêu được mà chúng ta cố tình cho dương 2-3 phân mà chúng ta may bằng máy một kim ấy, hầu nhún tay ấy, thì nó sẽ xếp ly rất là xấu, trừ khi cha sau này máy cầm tự động hoặc là vải xốp thì chúng ta cho dư nhiều thì chúng ta mới đầu tay nó mới rộng ra này, nó mới rộng ra đến đây một chút, nhớ nhá. Chứ không nhìn là nó sẽ hơi móp, vì chúng ta sẽ chỉ cho dư đầu tay khoảng 2 phân thôi thì thế này là vừa rồi. Đó, tiếp nào. Ở đây chúng ta lại chia đôi tiếp thằng này. Đấy, các bạn nhớ nhá. Nhớ là các bạn này không ghi được, bây giờ mình chỉ xem thôi. Nhưng khi chúng ta sẽ xem lấy tài liệu của tôi vào nữa thì các bạn mới nhớ được, chứ không chỉ nghe nghe này thôi thì không không bao giờ nhớ được. Vì tài liệu tôi y xì như này, tôi viết y xì như này. Đây, y như là tôi đang dạy đấy, thì nên các bạn sẽ gì? Sẽ dựa vào đây, tôi gửi cho các bạn, bạn làm, xong bạn cứ làm theo, đúng y xì như vậy là sẽ ra được. Tiếp tục, tôi lấy lên, từ đây lên,
từ 7 ni đến 1 phân, 0.8 đi, 7 ni đến 1 phân chỗ này. Xong tôi lượn lại D đây, qua đây, qua đây, qua chỗ 5 ni lại và nối thẳng lên. Đó. Các bạn có hình dung là tại sao cái đường này lại 7 ni chỗ này không? Như này không? Tí cái đằng này nó sẽ gì? Nó sẽ phải bằng đường này, nó chóc đây mà. Quả măng của cái thân sau đấy, và cái đường này là đường hạ sâu nhất. Thì cái đường đây, đường đường tổng của nó này. Đây này. Cái đường tổng của cái cúp sườn nó nằm đây, nó cách đây 7 ni này. Đấy, nhìn chưa? Từ đây đến đây 7 ni, đường sâu nhất nó đây. 7 ni đây. Thì cái đường của bụng tay, đường của bụng tay đây, nó cũng là đường sâu nhất đây. Đấy, nó nằm trên đường này. Đúng. Tại sao tôi lấy 7 ni đấy? Các bạn phải để tinh tế thì nó sẽ nhìn nhận ra. Đấy, xong. Xong. Đấy. Bây giờ bạn bóc thử ra. Chúng ta phải khớp sao cho gì? Cái góc này tù cộng góc nhọn này xem trơn nhau không. Góc này khớp vào đây. Đấy. Căn chân B bóc ra. Tay nhỏ. Tay to đây. Xong. Tiếp tục ta dùng xóa đi. Xóa đi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ khớp gì? Lật lại. Khớp đây. Ok. Trơn chưa? Ship P lên. Nào. Xuống một chút, chỗ này xuống một chút. Đấy. Gần như chuẩn luôn đúng không? Rồi. Tiếp đến đâu? Đây. Work. Lại khớp đây. F11. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Các bạn nhìn chưa? Một phát là nó trơn luôn chưa? Gần như chuẩn luôn rồi đấy. Đấy, cái quan trọng nhất chúng ta phải khớp hai cái này. Cho thêm điểm vào. Rồi, các bạn nhìn thấy này. Cái đường này, lúc vậy ta lấy 5 đi này, gần như thẳng rồi này. Và tí nữa cái đường này. Bạn phải đem bạn nào biết tưởng tượng một chút thì sẽ thấy rằng đường này ra đây sẽ thẳng, nó sẽ vát xuống đây này, thì chính cái thằng này mở sang đây. Đấy. Xong. Và cái đường này, điểm này này là cái điểm gì? 3 phân đây, từ đây vào đây là 3 phân. Thì ta đánh dấu đây này. 3 phân. Chính là cái điểm mà từ đường nào đâu? Từ đây vào. À không phải, xin lỗi, từ đây ra đây mới 3 phân. Còn đường này ta phải đo đây này. Xem nó bao nhiêu. Ba chấm tám mốt. Ba chấm tám mốt. Rồi. Đó. Xong. Xong tay. Và chúng ta phải kiểm tra chu vi đầu tay và chu vi nách. Nách vừa rồi chúng ta là bao nhiêu? 54, mấy nhỉ? Đây này. 54,47. Thế bây giờ chúng ta sẽ đo chu vi tay xem nào. 54,47. Ta có thể gì? Số 5 đo luôn gì? Tay trước cộng. Đây rồi, cộng 54,47 mà đây 57,65. Đây, chờ đi, cho đây các bạn đúng đúng bài thôi. Từ đây sang đây. Trừ. Từ đây sang đây. Trừ. Từ đây sang đây. Trừ. Dương 3,17. Nếu như sau này các bạn làm ở công ty mà có máy tra tay thì cái chuyện này 3,17 vẫn là ít. Nhưng đối với chúng ta mà làm vo, làm tay, máy một kim mà các bạn máy lấy tay mà cái kim nó khâu nhún nhún vào đấy thì 3 phân thì hơi nhiều. Đặc biệt là vải mà
vải mà nó pha poly, nó không không có đàn hồi và nó không xốp, như vậy là bị dương. Treo thì rất là khó. Trong trường hợp tôi ví dụ thôi, là chúng ta muốn chỉnh thì làm nào, thừa thì chúng ta sẽ làm cái nào, chúng ta lâng lên này, ship không thì giấu đi, ta quy này, à, lâng lên này, lâng cả ngày lên 0.65 đi, lâng lên đấy, xong nó không ảnh hưởng gì đúng không, update lại dương 2/2 chưa đấy. Trường hợp thiếu thì ta lại hạ sâu xuống, tương tự như vậy, và chúng ta lại khớp lại thôi, xong chưa, vậy ta xong.